Em đừng có hồi hộp quá. Em thấy run. Dẫn chương trình truyền hình, một nghề có sức hấp dẫn những người trẻ tuổi. Bề dày kiến thức, xử lý tình huống trực tiếp và tinh thần hợp tác là yêu cầu khắt khe của một phát thanh viên dẫn chương trình truyền hình. Hoàn cảnh xuất thân và khát vọng sống khác biệt của Nhật Vi và Nguyệt Vi, hai MC trẻ trung xinh đẹp, khiến tính cạnh tranh trong công việc và trong hạnh phúc lứa đôi vô cùng kỳ tính. Tôi không có được một người cha giàu có như Vi, cho nên tôi phải làm thêm việc. Tôi nghĩ là Vi sợ thất bại cho nên không dám thi. Tôi lấy giùm mà. Con trai cưng của bác đã bị con làm cho thần hồn điên đảo rồi. Sự hy sinh vô điều kiện cho tình yêu của Minh Kiên, một quay phim xuất sắc, đã khiến Nguyệt Vi, cô phát thanh viên xinh đẹp tài năng đang ở trên đỉnh cao danh vọng, thức tỉnh bởi những hành động ganh đua hào thắng của mình. Vậy thì cả tôi và cậu đều phải chạy đua rồi. Chúng ta phải cố gắng để một trong hai sẽ là người được chọn. Em hy vọng là anh và cái máy quay phim đáng ghét của anh biến khỏi mắt em ngay lập tức. Quý vị và các bạn đón xem 30 tập bộ phim Tình yêu trong sáng vào 13:05 hàng ngày trên kênh NTV